Ca sĩ Phi Nhung bị tẩy chay khi hát ca khúc tôn vinh Đấc Tơ Thanh của Tân Hiệp Phát. Mới đây, nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao khi ca sĩ Phi Nhung hát bài hát tôn vinh sản phẩm Đấc Tơ Thanh của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Được biết, bài hát này có tựa đề Đấc Tơ Thanh trên khắp miền xa, nằm trong kế hoạch truyền thông của tập đoàn Tân Hiệp Phát trong vài tháng trở lại đây. Ca sĩ Phi Nhung trình bày bài hát khá mượt mà, ngọt ngào như chính giọng ca trời phú của chị. Trong lời bài hát có những đoạn như Đấc Tơ Thanh thơm ngát đến trên khắp miền xa và ngoài ra, giữa đoạn nghỉ của bài hát, Phi Nhung tranh thủ có hoạt cảnh quảng bá cho sản phẩm Đấc Tơ Thanh. MV của ca khúc Phi Nhung hát nhạc khúc tôn vinh Tân Hiệp Phát gần đây đã tạo ra sự cạnh tranh cãi gay gắt. Bởi hiện nay, các dòng sản phẩm nước uống của tập đoàn Tân Hiệp Phát đang bị cộng đồng phản ứng quyết liệt, thậm chí là kêu gọi tẩy chay. Bởi lẽ, đại đa số cho rằng tập đoàn Tân Hiệp Phát đã gài bẫy để cơ quan công an bắt giữ ông Võ Văn Minh trong vụ tống tiền 500 triệu đồng bằng chai No. 1 có ruồi. Hay như vụ việc mới đây, cha con ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát, ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích dính đến đại án sai phạm hơn 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng xây dựng mà tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đang xét xử. Viện công tố đề nghị xử lý hình sự cha con ông Thanh. MV của ca sĩ Phi Nhung được cho là tung ra không đúng thời điểm, tạo ra sự phản ứng. Có nhiều ý kiến đòi tẩy chay ca sĩ Phi Nhung khi cô hát tôn vinh một sản phẩm nói riêng và một tập đoàn nói chung mà dư luận coi là làm ăn không có đạo đức. Một thành viên Facebook viết, quá thất vọng khi Phi Nhung quảng cáo cho doanh nghiệp thất đức này. Một người khác thì bày tỏ thái độ thẳng thắn bằng đoạn viết, người ta đang yêu quý chị Phi Nhung và mến mộ giọng ca của chị, thì giờ đây sau khi được nghe bài hát này thì mọi người, trong đó có tôi, khinh chị như con ruồi, gặp đâu xua, đập đấy, nhổ vào cái mặt của chị, khinh khinh khinh. Hay người khác có viết, giờ hiểu các cụ xưa có nói, sướng ca vô loài là đúng lắm. Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ vẻ thông cảm cho Phi Nhung, điển hình là bạn viết, chắc là lỡ ký hợp đồng hay gì gì đó đó. Có người đặt vấn đề, đại sứ thương hiệu đó không đơn giản chỉ là nhận lời hát. Hay có người đọc vấn đề khác, hay cũng là Phi Nhung là ca sĩ hải ngoại, ít quan tâm đến chuyện trong nước nên mới nhận lời ca sĩ để hát. Dù sao, rất đông người hâm mộ, tỏ ra rất thất vọng, thậm chí là kêu gọi tẩy chay Phi Nhung. Trong một diễn biến khác, mới đây, nghệ sĩ Thanh Lộc đã chính thức lên tiếng là không tham dự lễ trao giải Mai Vàng do một tờ báo tổ chức. Nghệ sĩ Thanh Lộc nói rõ lý do không tham dự giải này là có sự tài trợ và sự xuất hiện của logo Tân Hiệp Phát. Nghệ sĩ Thanh Lộc đã nhận được sự ủng hộ của đám đông dư luận trước những thông tin này.